vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Biệt thự trái phép giữa cánh đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, một số tỉnh thành miền Tây rộ lên chuyện xử lý các công trình xây dựng trái phép. Theo phản ánh trên báo Dân Trí, đó là biệt thự đặt trên đất nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau, nhà hàng cả nghìn mét vuông trên đất lúa ở Cần Thơ, hay thậm chí là khu phố mới với hàng chục căn hộ trên đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản tại Vĩnh Long, 79 căn biệt thự lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc. Điểm chung của những sự việc này là các công trình xây cất trong thời gian dài, công khai giữa ban ngày, ban mặt. Công khai giữa ban ngày ban mặt đến khi hoàn thành, thậm chí là đi vào hoạt động thời gian dài thì chính quyền mới vào cuộc xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Câu hỏi đặt ra, các cơ quan chức năng địa phương ở đâu trong suốt quá trình các công trình trái phép đó được xây dựng? Xin đơn cử sự việc ở Cà Mau, ông Hồ An Tập, 40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, chủ căn biệt thự xây trái phép, cho hay do ông nghĩ đất thuộc vùng nông thôn, không phải xin phép và không rành luật đất đai nên sơ ý xây căn nhà này. Khi xây dựng căn nhà nên thấy không ai nói gì nên tôi xây thôi. Tôi không biết mình sai nên mới đăng hình ảnh căn nhà lên Facebook cá nhân vì thấy mình xây được căn nhà thế này nên vui chứ không có mục đích gì. Nếu tôi biết xây nhà này sai phép thì tôi đã không đăng lên mạng, ông Tập giải bày. Một sự việc khác ở Vĩnh Long, doanh nghiệp đã xây dựng cả khu phố hoành tráng trên đất nông nghiệp lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản với diện tích vi phạm 4.279m2. Khu phố này nằm giữa ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long, tuy nhiên việc xây dựng không được chấn chỉnh, ngăn chặn hoặc hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu. Đến khi công trình đã thành hình hài và giao bán thì chính quyền mới ra quyết định xử phạt hành chính. Dẫn ra ở đây, các sự việc trên hoàn toàn không phải để bênh vực hay biện hộ cho cái sai của chủ đầu tư các công trình. Ai sai người đó phải chịu theo đúng quy định pháp luật dĩ nhiên rồi, nhưng người dân có lỗi, còn các cơ quan quản lý và cán bộ liên quan thì sao? Nếu việc xây cất trái phép đó được xử lý kiên quyết ngay từ đầu thì chắc chắn không dẫn đến cơ sự như hiện nay. Cơ quan chức năng gặp khó trong xử lý, còn người dân thì lâm vào hoàn cảnh dù tháo dỡ hay hoàn tất giấy tờ đều không dễ dàng. Với công trình mà chính quyền yêu cầu tháo dỡ thì sự lãng phí nguồn lực xã hội là rất lớn. Đó là chưa kể cùng là công trình xây dựng trái phép, liệu việc áp dụng quy định có thống nhất giữa các địa phương hay là nơi này phạt cho tồn tại, còn nơi khác thì buộc tháo dỡ. Những sự việc đó khiến tôi nhớ lại phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang vào cuối năm 2018, rằng dư luận báo chí hàng ngày nêu bao nhiêu việc sai trái. Ngay tại kỳ họp này, có đại biểu đã bức xúc nói rằng một bao cát đổ trong hẻm, đổi 100 USD ở tiệm vàng cũng nhìn thấy, mà cao ốc biệt thự xây trái phép nhan nhản không ai thấy. Vậy cái đấy là cái gì? Ông Sơn nói. Bao cát đổ trong hẻm hay đổi 100 USD bị phạt là những vấn đề được ông Sơn và các đại biểu khác nêu ra và cho rằng nhỏ như vậy còn phát hiện. Thế nhưng những cao ốc biệt thự xây trái phép lại không ai thấy trong thời gian dài. Nếu bạn Google với từ khóa biệt thự xây trái phép hay những từ khóa tương tự sẽ có hàng triệu kết quả tìm kiếm. Kết quả này phần nào cho thấy rằng những việc như vậy xảy ra ở rất nhiều địa phương khác nhau. Xử phạt công trình này, công trình khác lại mọc lên. Vì sao vậy? Chúng ta có bộ máy chính quyền địa phương với các cơ quan chức năng được bố trí từ cấp phường, xã trở lên. Nếu không xảy ra tình trạng ngó lơ trong công tác quản lý thì chắc chắn là một bao cát đổ trong hẻm cũng bị phát hiện ngay. Tôi còn nhớ, 7 năm trước, một người dân ở Quảng Nam đã bị xử phạt hành chính chỉ vì xây dựng một nhà tạm trong vườn nhà để chăn nuôi vịt. Đã đến lúc bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với người dân thì cần có kỷ luật nghiêm khắc dành cho cán bộ và đơn vị liên quan. Ở đây chế tài mạnh sẽ giúp cảnh tỉnh những ai còn lơ là với trách nhiệm quản lý được sao, không để sự việc đi quá xa gây bức xúc dư luận. Gỡ nút thắt đăng kiểm. Thưa quý vị, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là một hoạt động thông thường, một dịch vụ công do chính quyền cung cấp. Dịch vụ này không được quy định cụ thể trong luật mà được điều chỉnh bởi một thông tư do Bộ Giao thông và Vận tải là cơ quan cấp trên trực tiếp của Cục Đăng kiểm ban hành. Thông tư này được soạn thảo bởi chính Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan điều hành việc thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện. Dù là một hoạt động đặc thù của ngành,
những quy định tại thông tư này lại có tác động trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân sở hữu vận hành phương tiện. Các phương tiện giao thông đường bộ không thể vận hành hợp pháp nếu không được kiểm định và cấp chứng nhận kiểm định bởi các đơn vị kiểm định do chính Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý giám sát. Sau nhiều năm với nhiều tai tiếng về những tiêu cực có hệ thống ở các trung tâm đăng kiểm mà những kết quả điều tra được cơ quan công an công bố cho thấy, không chỉ biết rõ, nhiều cán bộ ở nhiều cấp của Cục Đăng kiểm còn trục lợi trực tiếp từ những tiêu cực ở trung tâm đăng kiểm, thiệt hại với xã hội cũng đã rõ, không chỉ là những đồng tiền bị tham nhũng vặt mà còn là nguy cơ tai nạn từ các phương tiện không đảm bảo chất lượng được lưu hành. Những sai phạm ấy bị phát hiện thì đương nhiên cơ quan chức năng có nghĩa vụ phải xử lý, chắc chắn không ai có thể đưa ra đề xuất nào để có thể nhượng bộ khi các sai phạm đã rõ. Ở một khía cạnh khác, không thể không nhắc đến một khía cạnh khác là những nút thắt chính sách được xây dựng bởi chính các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải. Tôi muốn nhắc đến các quy định hiện tại về đăng kiểm phương tiện. Chính các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về đăng kiểm đã làm gia tăng áp lực và tạo thêm ra ách tắc ở các trung tâm đăng kiểm hiện nay, gây ra tốn kém không cần thiết cho xã hội. Một ví dụ cụ thể là quy định về chu kỳ kiểm định. Theo quy định tại phụ lục 11 của thông tư số 16/2021/TB-TT-BG-TVT ngày 12 tháng 8 năm 2021, việc kiểm định là bắt buộc với phương tiện mới sản xuất nhập khẩu. Trong nhiều năm đã nhiều người đề cập đến sự vô lý của quy định này, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời từ Cục Đăng kiểm hay Bộ Giao thông Vận tải. Cho đến gần đây, sau một loạt vụ bê bối ở các cơ quan này, bỗng dưng chính Cục Đăng kiểm và sau đó Bộ Giao thông Vận tải lại công bố sẽ miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới từ mùng 1 tháng 7 khi sửa đổi bổ sung thông tư 16/2021/TT-BG-TVT. Các quy định hiện tại về chu kỳ kiểm định của Việt Nam đang thuộc diện khắt khe nhất trên thế giới, khi không chỉ là quốc gia gần như duy nhất buộc xe mới sản xuất và nhập khẩu phải đưa đến đơn vị kiểm định mà còn đưa ra chu kỳ kiểm định rất ngắn và khắt khe. Theo quy định hiện hành, hầu hết các loại phương tiện đang được lưu hành sẽ phải kiểm định mỗi 6 tháng, xe cá nhân trên 12 năm, xe chở khách trên 5 năm, xe tải trên 7 năm và thậm chí là mỗi 3 tháng, tất cả các loại xe trên 15 năm. Để tiện so sánh thì chu kỳ kiểm định thông thường ở hầu hết các quốc gia là 2 năm hoặc 1 năm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng phương tiện. Một phép so sánh khác là quy định về kiểm định này còn khắt khe hơn quy trình bảo trì được khuyến nghị của hầu hết các nhà sản xuất ô tô hiện nay. Việc Cục Đăng kiểm thừa nhận sự phi lý của kiểm định đối với xe mới và sửa đổi điều kiện này, tôi nghĩ nên được xem xét một cách nghiêm túc. Tức là rất cần rà soát lại căn cứ của các quy định hiện tại, không chỉ về việc kiểm định xe mới và chu kỳ kiểm định khắt khe, mà còn là những lý do và cơ sở được đưa ra trước đây về chu kỳ kiểm định, cũng như những quy định khác về quy trình thực hiện việc kiểm định. Một ví dụ khác về việc buộc phải rà soát là chất lượng của công tác kiểm định và sự tác động của các quy định hiện hành về kiểm định phương tiện. Chẳng hạn nhiều phương tiện bị đánh trượt khi kiểm định vì những lỗi rất nhỏ và đến từ các đánh giá chủ quan của kiểm định viên trong thời gian vừa qua, có phần xuất phát từ chính những quy định định tính như đèn không đúng kiểu loại hay hình dạng của chùm sáng không đúng. Sửa đổi hợp lý những quy định hiện hành cũng sẽ khắc phục được tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm mà còn đưa công việc và chất lượng đăng kiểm trở nên quy củ hơn. Và nó cần thiết hợp lý hơn là sự than vãn một cách đáng ngạc nhiên về việc đăng kiểm viên không dám đi làm vì sợ công an bắt, hoặc đòi hỏi một cơ quan khác đồng thuận việc áp dụng không đầy đủ các quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức. Việc chấn chỉnh sửa đổi cả hệ thống đăng kiểm chắc chắn và cần phải bắt đầu từ các quy định hiện hành và không thể không xem xét các văn bản quy định hiện nay. Có hay không sự trục lợi chính sách nhằm mang lại lợi ích cho một nhóm doanh nghiệp cá nhân nào đó mà việc yêu cầu đưa phương tiện mới xuất xưởng, mới nhập khẩu vốn đã phải đáp ứng nhiều quy định rất khắt khe về thiết kế, kiểm định an toàn sản xuất của chính cơ quan đăng kiểm là một ví dụ.